Chào mọi người nha. Mình đang ở chợ Thuộc Chiêu nè mọi người. Chợ Thuộc Chiêu. Để mình coi địa chỉ ở đây coi. Ôi trời nắng chói. Nó ở xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Ở đây bây giờ là khoảng tầm 10 giờ trưa rồi, cho nên chợ nó cũng hơi vắng á. Trong khu nhà lòng chợ thì cũng ít còn ai bán lắm, nên mình chạy vòng vòng phía ngoài nha. Đây người ta bán chả cá, rồi bán rau củ quả nè, bán bánh, bán củ kiệu nữa. Bán bún, bán hàng chay rồi nè mọi người. Bán bánh phồng tôm đủ màu á. Để mình chạy chậm lại, chứ mình chạy nhanh quá mọi người nhìn không có rõ người ta bán cái gì đâu. Mình thấy là bán chủ yếu là ở phía ngoài thôi nha. Trong lòng chợ á, mình nghĩ là buổi sáng thì trong lòng chợ nó cũng ít có người mua lắm, tại vì mình cũng không thấy bãi giữ xe. Thường thường các chợ nào mà không có bãi giữ xe là người ta hay mua ở phía ngoài là chủ yếu. Chứ mình thấy nguyên một dọc cái con đường dài, quá trình dài nè, bán cũng đầy đủ các mặt hàng luôn, từ cá, thịt, rau, củ quả, nhu yếu phẩm hàng ngày, thứ gì cũng có, nguyên một con đường rất là dài luôn á, nên người ta mua ngoài đây được rồi. Một chú chiên ngon quá, chú chiên rất là thơm luôn. Có bán ớt nữa nè, dưa hấu 5.000 một ký. Đây có một cái trường học nên mình thấy đông quá, để mình hoành lại nha. Để mình hoành lại. Mình hoành lại mình quay bên này nha. Chạy xe thì mọi người cũng khó coi hơn á. Nhưng mà không biết để xe ở đâu luôn mọi người. Có bán cây giống nữa mọi người. Ở dưới quê người ta bán cây giống nhiều. Nó có mấy con thỏ đẹp quá, mấy con thỏ đẹp quá. Mấy con thỏ làm này mình phải dừng lại, con thỏ dễ thương quá. Em chụp hình chút xíu rồi chị, cảm ơn chị. Mấy con thỏ dễ thương quá, có bán thỏ này mọi người. Mấy em thỏ này là mình phải dừng lại bán thỏ rồi gà vịt nữa. Gà vịt nữa, có bán chuột nữa, có bán chuột, miếng thỏ to mà trắng ghê là mình phải dừng lại. Thật ra thì mỗi một cái khu chợ ngoài các đặc điểm giống nhau như là bán thịt cá, nhu yếu phẩm hàng ngày, nó còn có một số mặt hàng, một mặt hàng, hai mặt hàng thôi mà một số khu chợ khác nó không có nha mọi người. Như khu chợ này nè, mình đi các khu chợ, mình quay cũng nhiều chợ rồi mà cũng ít có khu chợ nào bán bán chuột nè, bán thỏ nè. Đi khu chợ Lộc Nhiêu này có một cái gian hàng là bán thỏ, bán chuột. Bán chuột thì bán ở cái khu Long An đó mọi người, ở chỗ trên đường từ Long An lên Sài Gòn á, có một cái khu nó tập trung khoảng chắc một chục quầy là bán chuột ở lề đường, ở ngay quốc lộ 1A thôi. Này quầy thịt bánh bao. Rồi mình đã ra quốc lộ 1A rồi mọi người. Đây có tiệm đậu hũ, bánh chuối chiên rồi nè mọi người. Bánh tiêu.
chợ Thục Chiêu, vừa qua chân cầu luôn. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.